trùng cá nhân NanoCare, sử dụng kháng khuẩn khử trùng, bảo vệ an toàn vệ sinh cho cá nhân như xịt lên tay nắm cửa công cộng, xịt lên da tay, trên máy tính làm việc, xung quanh chỗ ngồi. Sản phẩm sử dụng các thành phần lành tính và an toàn như ethanol, nước, tinh chất ngụy sen và nano bạc, có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các virus vi khuẩn được chứng nhận bởi Viện Pasteur và vô cùng an toàn dành cho cả trẻ nhỏ. Chai nhỏ chỉ dung tích 60ml, có thể bỏ vào túi hoặc cặp sách, rất tiện để mang đi học, đi làm hoặc đến chỗ đông người. Hãy cùng bảo vệ sức khỏe với xịt khử trùng cá nhân NanoCare.